Đây là tinh bột gạo nha. Ở đây nó có chữ rice, nó chỉ có chữ bột gạo, nhưng mà chữ rice stock có nghĩa là tinh bột gạo. Và cái này á, mình xài bao nhiêu năm nay rồi rất là ngon. Nó là tinh bột gạo đó, mặc dù tiếng Việt cũng hay là bột gạo. Còn đây là tinh bột khoai tây. Tại vì các bạn, khi mà các bạn cứ để ý cái chữ starch là tinh bột đó, tinh bột khoai tây đó. Thì công thức của mình sẽ là 200 tinh bột gạo, 200 gram tinh bột gạo, 200 rưỡi gram tinh bột năng và 50 gram tinh bột, xin mình nói lộn rồi, 200 gram tinh bột gạo, 200 rưỡi gram tinh bột khoai tây và 50 gram tinh bột năng, 200 rưỡi ml nước sôi, 5 gam muối và 5 gam xanh thanh gừng. Xanh thanh gừng này là một chất gọi là chất để tạo sự kết dính, nó làm cho các tinh bột dính lại với nhau và cho dai cho dẻo. Nó là chất phụ gia nhưng an toàn trong thực phẩm công nghệ của Pháp, trong làm bánh gato, ngay cả trong son nó cũng có nữa, an toàn nếu các bạn sử dụng đúng. Cái hàng này của mình là hàng làm tại Anh. Các bạn cũng có thể đổi lại công thức là 200 rưỡi tinh bột gạo, 200 tinh bột khoai tây và 50 gram tinh bột năng cũng được. Mình vừa cân đo và trộn lên đó, tinh bột gạo, tinh bột năng, tinh bột khoai tây, muối và xanh thanh gừng đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vô, các bạn có thể trộn nước với bột riêng và rồi làm ở trong cái máy, làm trong cái máy trộn bột đó, rồi thẳng đưa vô cái máy này, nhưng còn mình thì mình làm thẳng từ máy này luôn. Khởi động máy ha. Đó. Rồi bấm cái nút này, nó hiện 15 và bấm cho máy trộn bột lần thứ nhất. Em 15 phút nó nhồi ngược lại, nó nhồi 3 phút, còn 12 phút thì nó sẽ ngưng đó, thì mình phải tắt máy đó. Bởi vì khi mà mình không tắt máy thì nó nhồi chỉ có 3 phút, không tắt máy bột nó sẽ trào ra. Phải tắt máy để nhồi lại nếu mà mình muốn cho bột nó dai. 250 ml nước sôi và 2 muỗng canh dầu như vậy. Rồi cho vào nhồi. Cái muỗng này hả? 10 gram à, 10 ml à. Rồi nhồi lại lần thứ hai. Lần này thì mình chế nước sôi luôn. Rồi để cho nó nhồi cho tới số 12 rồi mình nhồi thêm một lần ta. Mình lấy cái đũa, mình lấy cái đũa mình chọt quanh đó để cho bột nó xuống, nó xuống đây. Bây giờ đẩy lại cho nó chạy tiếp. Rồi tắt, mình tắt, bật lại nhồi lần thứ ba. Rồi đó, lần thứ ba này thì tắt và cho bột nghỉ nửa tiếng đó. Rồi mình sẽ nhồi lần thứ tư và cho nó tuôn ra luôn. Lần thứ tư đó, bật lên nhồi, lần này thì nhồi xong là cho nó tuôn ra luôn. Sau sau khi mà nhồi lần thứ tư thì nó tự động nó tuôn ra vậy đó.
Nếu các bạn thấy nó bị khô thì các bạn cứ để nó chạy ra. Nó chạy ra nó hơi răng cưa một chút xíu. Các bạn thấy răng cưa các bạn cứ để cho nó chạy ra. Chạy ra hết các bạn bỏ vô lại cho nó chạy ra tiếp. Kinh nghiệm của mình là vậy, cứ vài lần cứ chạy ra rồi mình bỏ vô, đừng có nhồi lại nữa các bạn. Các bạn cứ bỏ ra, các bạn cứ bỏ vô, các bạn cho nó chạy tiếp ra. Các bạn cứ bỏ vô nó chạy tiếp ra, đến chừng nào nó miệng là được, không có gì hết. Kinh nghiệm của mình làm bao nhiêu lâu nay là mình không có cần cho thêm nước, mình cũng không cần cho thêm gì hết. Hễ mà nó răng cưa là mình để cho nó chạy ra và mình bỏ vô lòng máy cho nó chạy tiếp đó. Mình chạy cho chạy tiếp vậy thôi. Này là nó đảo chiều. Nó đảo chiều xong nó chạy nó lại chạy tiếp. Các bạn thật ra nếu mà các bạn để cho nó nhồi thật là nhiều lần, nó nhồi thật là nhiều lần, bột nó mịn màng thì nó sẽ ngon hơn nhiều lắm. Nó sẽ nhiều rồi đó, các bạn thấy không? Là hết rồi đó, là nó ngưng đó. Đó, coi như cái máy hết rồi nó sẽ bắn như vậy. Đó, xong, tắt máy, in đi luộc bột. Đây là nồi nước sôi. Đó, nước thì nó chỉ phần nó thôi. Khi nó sôi lên thì mình bỏ cái, mình bỏ toàn bộ cái bún, cái phở vô. Đó, rồi mình luộc vậy thôi. Khi nó chín, nó nổi lên thì mình vớt ra. Nhưng mà căn bản là khi á, mà mình cho phở, bánh phở vô đó mình luộc á, thì nước nó phải ngập đầy hả? Bởi vì bánh phở nó chín nó nở ra hả? Nếu các bạn để ít nước nó sẽ bị sệt cái nước lại là bánh phở bị bở. Các bạn phải để cho làm sao mà nước thật là nhiều để bánh phở nó có thể là nó trôi, nó bơi trong đó thì nó sẽ không có bị bở nha các bạn. Bây giờ là nước sôi nhiều lắm rồi đó, mình bỏ vô nha. Sau khi bỏ bánh phở vô các bạn nhìn cái nước nè, thấy không? Cái nước nó phải làm sao mà nó nhiều hơn, nó che kín hết cái mặt bột, các bạn thấy không? Thì là nó sẽ không bị bở bánh phở, và nó khi nó nở ra nó không có bị sệt cái nước. Chờ nước sôi lại, nước nó sôi lên lại đó, thì mình chín vớ bánh phở ra. Đây, đó, xuống các bạn xả chín rồi. Khi mà các bạn xả nước lạnh đó thì cho một chút giấm với muối vô để cho nó bớt cái chất nhớt của cái bột đi. Đó. Rồi xả sạch là được. Đây là bánh phở nha. Đây là bánh phở nha. Đó. Xong rồi nha các bạn. Bún tô phở Thái với bò viên. Đó. Phở. Giờ chuẩn bị ăn. Sau khi chan nước, cái máy nó hút mùi đó, nó kêu, để cho nó kêu thì thôi. Đó, các bạn, phở.